các vườn sầu riêng Đông Nam Bộ đang vào giai đoạn sau thu hoạch. Nhà vườn cần lưu ý gì trong khâu chăm bón để vườn cây nhanh phục hồi, chuẩn bị tốt cho niên vụ mới? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng ngày 14 tháng 7 năm 2024 với phần tư vấn cụ thể của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.